từ những năm đầu của thập niên 1980, với sự ra đời của đĩa CD và âm nhạc kỹ thuật số trao chuốt, thiết bị dáng hình hiện đại, cassette đã dần chìm vào quên lãng. Tưởng chừng, theo thời gian, với sự ra đời của Internet, điện thoại thông minh, các thiết bị nghe nhạc nhỏ gọn, tiện dụng thì người ta đã quên hẳn những chiếc cassette thuở nào, nhưng không hẳn là như thế, càng ngày càng có nhiều người tìm kiếm những chiếc đầu băng cassette, làm sống lại trào lưu thịnh hành một thời chắc hẳn những người sinh sống ở những năm 1980 của thế kỷ trước vẫn chưa quên hình ảnh những chiếc máy cassette nghe nhạc gần gũi, mộc mạc một thời. Thủ ấy, cassette được xem là thiết bị điện tử thời thượng, được nhiều người coi như báu vật trong nhà, chơi băng cassette có nhiều nhược điểm, khi chọn bài phải tua tới, tua lui mất thời gian chờ đợi. Chất lượng các máy rẻ tiền thường thấp, độ ồn, sôi, xì lớn khi phát nhạc hoặc cơ khí của cơ cấu chạy băng dơ, Dão gây run tiếng thậm chí là làm nhào băng, hỏng băng, chơi âm thanh cassette cũng có những sự khác biệt với các thiết bị chơi âm nhạc khác. Nhưng thực sự thì âm thanh cassette khó đạt được chất lượng âm nhạc mong muốn của những tay chơi âm thanh lão luyện. Những người nghe nhạc cổ điển, nhạc nước ngoài thường gọi là nhạc Tây thì lại càng khó tính để chấp nhận âm thanh cassette khi mà họ có trong tay nhiều thiết bị âm thanh khác cho chất lượng hoàn hảo hơn. Chất lượng âm thanh cassette đối với băng loại đắt tiền là băng metal hoặc chrome tai 2 cũng khó so sánh được với các thiết bị kỹ thuật số như CD. Đối với người chơi bình dân, không cầu kỳ kỹ tính, khu nghe nhạc chủ yếu là nhạc vàng, chữ tình trước và sau 1975 thì âm thanh cassette vẫn chấp nhận được và gần gũi hơn là CD. Từ CD ghi sang cassette âm thanh thường bị cắt bớt giải cao phần chói, gắt và phần trung âm thường được ưu tiên. Do vậy, hợp tai người nghe nhạc vàng hơn. JVC PCV-35 Vinaticin cassette như vậy có thể nói khi con người ta đã đủ đầy hiện tại thường có xu hướng bù đắp lại những gì mình đã thiếu trong quá khứ. Nên phong trào chơi âm thanh cassette cũng đúng như vậy. Họ chơi để thỏa mãn cái mà họ đã mơ ước hoặc được trải qua trong quá khứ. Hãy cùng Shop Nhật Việt tham khảo các mẫu máy cassette nội địa Nhật đang được nhiều người yêu thích nhất: Victor ACM80, Saph gf 305 sb The Searcher, Sanio Mr X920, Sanio BIGBEN Mr X202, National AX7000 Ambient, AIWACS8080S, Saph CF828ST, GVCACM70W Stereo Cassette, Cassette GVC 3060 eu GVCAC232LB Boombox Radio Cassette tôi đáp ứng mọi nhu cầu mua hộ hàng Nhật về Việt Nam 24 phần 7 giúp các bạn tìm được sản phẩm ưng ý. Gửi yêu cầu shop Nhật Việt theo 4 cách để shop báo giá và order. Gửi link vào mail shopnsatviet.com a.gmail.com, chat Facebook với shop theo link sau, fb.com gạch chéo oadiasangnsatban, đặt hàng online tại shopnsatviet.com gạch chéo datsang, gọi điện cho shop qua hotline 0983-1315.28 hoặc chat Viber, Zalo, kể từ năm 2010 đến nay shop Nhật Việt chuyên nhận order vận chuyển hàng sách tay từ Nhật về Việt Nam và ngược lại. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ 0983-1315.28 để được tư vấn trực tiếp mua hàng Nhật sách tay, hàng Nhật nội địa giá rẻ giao hàng miễn phí.